Kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình Kênh Bếp Của Vợ sẽ chia sẻ thêm một cái món muối chua. Nếu mà các anh chị cảm thấy thích thì hãy theo dõi video của Kênh Bếp Của Vợ ngày hôm nay với món cà pháo ngâm chua ngọt nha, hoặc là cà pháo muối chua ngọt cũng là nó luôn. Còn có nhiều anh chị gọi là cà pháo kim chi nữa. Em cũng không biết gọi tên sao cho đúng đâu, nhưng mà em làm thì làm theo khẩu vị của gia đình Kênh Bếp Của Vợ. Nên các anh chị theo dõi và thấy hợp lý thì vào làm liền nha. Và đây, đầu tiên thì Kênh Bếp Của Vợ sẽ sử dụng 1 kg cà pháo. Tiếp theo là muối, riềng, tỏi. Và một hũ thủy tinh đã được trụng nước sôi ha, kháng khuẩn và để ráo. Đầu tiên thì cà pháo mình mua về thì bây giờ thì chúng ta sẽ nấu nước sôi trước đi ha. Nước sôi thì em sử dụng ở đây 2 lít nước. Và bây giờ thì mình sẽ cho muối vô. Bây giờ thì em cho cỡ tầm 200g muối. Muối hột. 200g muối hột nhé. Hơn 2 lít nước nên là Kênh Bếp Của Vợ. Các anh chị thì cứ 2 lít nước các anh chị cho có khoảng 200g muối hột. Bây giờ thì mình quấy với cái nước sôi này cho cái phần muối này nó tan ra. Em chia sẻ cái công thức này thì là công thức phải có thời gian nhé. Cứ tầm các anh chị phải có thời gian mình mới làm được cái món này. Còn làm ăn liền thì các anh chị suy nghĩ đó, mình có thể làm theo cách khác nhé. Bây giờ thì Kênh Bếp Của Vợ cà sẽ lột cuống bỏ ra. Đừng có cắt cuống nha, mình chỉ lột cuống như vậy thôi. Bây giờ thì cà và riềng thì mình sẽ đi rửa nha, rửa sạch. Quay lại thì mình, đây là phần cà đã được rửa sạch rồi đây. Quay lại thì tỏi thì mình sẽ xắt nhỏ ra. Tiếp theo đó là riềng nhé. Tất cả các nguyên liệu được sơ chế. Bây giờ thì nước cũng đã nguội rồi, nước muối cũng đã nguội rồi. Chúng ta sẽ tiến hành muối cái cà này cho nó chua nhé. Kênh Bếp Của Vợ sử dụng cái cách muối này thì làm cà lên men tự nhiên. Còn nếu mà các anh chị không có thời gian thì mình thay thế cà bóp sổi bằng giấm nhé, mình pha giấm. Bây giờ thì mình cho cà vô lọ thủy tinh và tỏi, riềng và nước muối cũng đã nguội rồi thì chúng ta sẽ tiến hành muối. Và Kênh Bếp Của Vợ sẽ muối tầm 4 ngày. 4 ngày thì nếu mà nhiệt độ tốt và dạng như là ngoài thời tiết đó, không có nóng quá thì 4 ngày là cà pháo của chúng ta đã chua rồi đó. Còn nếu mà các anh chị muốn mà nó chua nhanh đó thì các anh chị cho vô một miếng đường nha. Chua nhanh thì cho vô một miếng đường thì cứ tầm 1 ngày là cà pháo của chúng ta nó chua rồi. Còn do Kênh Bếp Của Vợ làm trước đó, nên là có thời gian cần chuẩn bị. Phần nước muối còn lại thì chúng ta sẽ bỏ vô bịch và mình nén cái phần cà. Muốn muối cà trắng giòn thì chúng ta phải đảm bảo rằng cà của chúng ta được nhấn chìm dưới nước nhé. Bây giờ thì 4 ngày sau Kênh Bếp Của Vợ sẽ quay lại. Rồi, 4 ngày sau chúng ta quay lại thì chúng ta sẽ cho vô đây cỡ tầm 1 chén nước. Tiếp theo đó là đường nha. Một chén đường. Và nước mắm. Nước mắm thì Kênh Bếp Của Vợ sẽ cho vô đây là một muỗng canh nước mắm. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên. Và quay lại thì Kênh Bếp Của Vợ sẽ lấy cà. Cà đã có. Kênh Bếp Của Vợ xin được nhắc lại nhé. Tại vì cà của Kênh Bếp Của Vợ nó muối chua rồi nên là nó đã có vị chua, nên các chúng ta không có cho thêm giấm vô. Nếu mà các anh chị không có thời gian thì chúng ta sẽ cho thêm giấm, một chén giấm vô cái phần hỗn hợp vừa nãy mình nấu á. Bây giờ thì mình sẽ để cho ráo nước và mình rửa sơ và rửa nhanh nhé. Các anh chị thấy không, cà mà ra không khí nó bị khuyết điểm là nó rất là màu đen, nên mình phải làm tất cả thao tác thật là nhanh. Và đây là riềng nè. Riềng, gừng, tỏi và ớt đã được băm nhuyễn rồi. Bỏ vô một cái tô.
và cà pháo. Khi mà muối chua rồi thì chúng ta sẽ bổ đôi như thế này để cho nó mau thấm. Mình làm thật là nhanh nhé. Thôi nó bị màu đen lắm luôn á. Rồi phần cà này thì kênh bếp của vợ sẽ cho vô đây là nửa muỗng canh, nửa cái giá ớt bột Hàn Quốc này để tạo màu nhé. Các anh chị không có ớt bột Hàn Quốc thì cũng có thể thay thế bằng ớt sừng không cay. Đảo đều cái hỗn hợp này lên. Trong lúc đợi cái hỗn hợp nước, đường nó nguội thì chúng ta sẽ bọc thực phẩm lại và mình bỏ vô tủ lạnh để tránh trường hợp cái cà nó bị đen nha. Rồi quay lại thì cái phần nước đã nguội nha. Chúng ta sẽ lấy cái phần cà ra khỏi tủ lạnh. Nếu mà các anh chị làm ở nhà thì các anh chị cũng có thể nấu cái nước này trước rồi chúng ta mới mang cái phần cà ra chúng ta xắt nha. Để tránh trường hợp nó bị đen, nó ra không khí nó bị đen á. Bây giờ thì chúng ta sẽ đảo cái hỗn hợp nước này lên cho nó đều, nó thấm vô cái phần cà. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ vô hũ nhé. Hũ này thì đã được rửa sạch rồi. Chúng ta sẽ bỏ vô hũ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào có tiệc hoặc là có khách á, thì chúng ta sẽ lấy ra chúng ta cùng nhau thưởng thức. Cái này thì ăn chung với thịt luộc thì bá cháy luôn đó. Và những cái ngày Tết thì chúng ta có cái món này ăn thì nó sẽ không có bị ngấy. Bây giờ thì kênh bếp của vợ sẽ chiếu cận cảnh cho các anh chị coi cái độ hấp dẫn của món cà pháo kim chi này nha. Rất là hấp dẫn luôn, ăn với cơm thì tuyệt vời. Nếu mà các anh chị cảm thấy video của kênh Bếp của Vợ chia sẻ ngày hôm nay thật là hữu ích thì hãy cho kênh Bếp của Vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bếp của Vợ nhé. Rồi kênh Bếp của Vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo ạ.